Xin chào mọi người. Hôm nay là video đầu tiên mình quay ở nhà mới của mình. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chăm sóc cây kế mô, nối tiếp các video trước nha mọi người. Thì đây là cây kế mô của mình. Cây kế mô này của mình đã được 1 tháng tuổi. Thì các bạn có thấy là lớn nhanh hơn không? Mình thấy lá nó to hơn này. Đây là to hơn rất là nhiều. Đây chính là thời điểm mà cây phát triển nhanh nhất. Tức là từ bây giờ trở đi này, cây sẽ phát triển rất là nhanh. Mình để ý rồi. Thì lá non nó ra nhanh hơn này. Lá to hơn này. Thì lần trước mình đã hướng dẫn mọi người cách chăm sóc cây kế mô. Thì mình có giới thiệu với mọi người về hai loại phân bón lá, đấy là rong biển và vi lượng. Thì nhiều bạn góp ý bảo là mình nên nói rõ về công dụng của nó, vì sao mình sử dụng nó và cách sử dụng. Thì thực ra mình cũng không bán thuốc, thật ra mình cũng không nói được sâu. Nhưng mà nói sơ qua về cái việc lý do mình tại sao mình dùng vi lượng bón lá cho cây. Thì phân bón lá chính là bổ sung thêm ngoài việc mình bón những phân vào đất. Thì mình bón phân bón lá thêm cho cây để cây dễ hấp thụ những cái chất dinh dưỡng, ví dụ như vi lượng hoặc là những cái chất dinh dưỡng mà mình cần bổ sung cho cây để nó hấp thụ nhanh hơn. Thì trường hợp mà mình dùng vi lượng ý, thường là vào cái thời điểm mà thời kỳ cây đang ra hoa đậu quả. Vi lượng này đóng góp yếu tố cũng khá là quan trọng trong việc đậu quả của cây. Thì lần trước thì mình có bị sốc phân ủ nhẹ. Thì những cây sốc phân thì có hiện tượng là non ra bị vàng hơn, tức là bị ngả sang màu vàng xanh nõn chuối. Thì đấy là hiện tượng, nguyên nhân của nó là do là bị sốc phân dẫn đến dễ bị tổn thương, gây ra việc là nó không hút được những cái vi lượng ở trong đất. Thì lúc ấy mình phải bổ sung vi lượng thêm. Thường thì bạn nào bị sốc phân hoặc là bị vàng lá thì các bạn nên bổ sung thêm vi lượng vào nha. Bởi vì lúc đấy dễ các bạn đã đang có vấn đề rồi, nó không hấp thụ được các chất dinh dưỡng ở trong đất, nhiều chất ở trong đất nữa. Hôm nay mình đã phun vi lượng cho đám cây nhà mình. Thì bây giờ đến cây kế mô này thì mình để lại để hướng dẫn cho mọi người. Đây, các bạn muốn biết đầy đủ về về công dụng của nó thì các bạn có thể đọc ở đằng sau nha. Mình cũng không đọc lại nữa, bởi vì là thực ra vi lượng này nó cũng không quá là lằng nhằng, nó chỉ rất là đơn giản thôi. Thành phần của nó thì có ở trên bao bì đây rồi, mọi người có thể đọc nha. Còn hướng dẫn sử dụng của nó là pha một gói 25g cho 200 lít nước. Thì gói này là 2,5g, mình hay pha trong 16 lít nước. Phun định kỳ 15 ngày đến 30 ngày một lần. Thì mọi người có thể rằng là khi mà cây của các bạn kiểu như là bị vàng lá nặng ấy, thì các bạn có thể 1 tuần phun một lần, hoặc là nếu mà cây bình thường các bạn có thể 2 tuần phun một lần. Mình thì 2 tuần phun một lần. Đấy. Chung quy lại là như thế thôi. Bây giờ mình đã pha sẵn cái bình này rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách phun bón lá cho cây nha. Thì ra cây này của mình á, từ khi mình trồng, bây giờ mình chưa bón cái loại phân bón đất nào. Nhưng mà mọi người ấy, thì khi tầm này rồi, mọi người đã trồng sẵn vào chậu như thế này rồi, mà không như mình ấy, thì từ bây giờ mọi người có thể bón các loại phân như phân viên này, phân viên hữu cơ này, hoặc phân chùn này, hoặc là phân ủ này. Nhưng mọi người phải nhớ rằng là phân ủ phải pha siêu loãng nha mọi người. Đừng có ham mà pha không đủ loãng là tưới là dễ đi lắm ấy. Cây kế mô này thì là chăm sóc thì đơn giản thôi, mà mình thấy rằng là nó chỉ lâu lớn thôi, lâu lớn thời gian đầu thôi.
Còn thực ra chăm sóc nó cũng rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách phun cho cây nha. Mình chỉnh tia phun sương nha, xong bắt đầu mình lắc đều cho nó tan đi, xong mình phun đều lên lá này, cái bình này. Đấy, phun đều lên các lá này, thì giống như này là phun hơi nhiều, nhưng mình phun để cho mọi người thấy rõ sẽ mình lại phun được một cái thì mình thôi. Cái bình này của mình phun nó cũng hơi mạnh. Đây là tầng 3 nhà mình. Lần trước quay tầng 2 rồi, lần này quay tầng 3 nha mọi người. Thì đây mình đã hoàn thành cái bước chăm sóc phun vi lượng cho cây dâu tây. Thì cái mô được 1 tháng tuổi thì mọi người nhớ đăng ký theo dõi để ủng hộ mình nha. Các video tới mình sẽ làm bài bản hơn, đầu tư hơn. Thực ra là bài bản đầu tư về mặt nội dung, còn hình ảnh nó chỉ đến thế thôi. Đợt này mình mới chuyển nhà ra, cây nó xấu quá, mình cũng cũng không muốn quay nhiều cho mọi người xem. Thì hôm nay mình sẽ quay sơ sơ cho mọi người cái tầng 3 nhà mình nhá. Bây giờ mình sẽ bỏ máy quay ra, mấy lần bỏ ra toàn bị rơi thôi. Đây. Đây. Cái cây này nó đang bị quá sức sau thời gian nuôi nuôi quả nhiều. Mình nhìn nó vẫn đẹp. Đây là ngó. Cái ngó này tí nữa mình sẽ trồng. Nó cắt rồi trồng bởi vì nó già rồi. Nên mình để bán cho khách, nhưng mà đợt này ngó bị đứt nhiều quá rồi, đâm ra là ngó lại để lâu quá, già quá rồi, mình chắc là sắp tới mình cũng không bán ngó đâu. Bởi vì là hiện tại bây giờ vườn mình rất là ít cây. Mà cây hiện tại là nó đang bị sau cái ngày vận chuyển nhà thì nó bị dập với cả bị ấy rất là nhiều. Đây là cây Aki nhà mình nè. Đây là ngó của nó. Đây là ngó Hà này. Để đây có vẻ thiếu ánh sáng hay sao, cây nó phát triển không được tốt lắm như ở nhà bà ngoại. Hay mới được mấy ngày nhỉ? Cái này bây giờ con bé em ra mình ngắt hoa luôn, không để cho nó đẻ hoa, bởi hoa là bé. Thường thì nếu mà hoa to thì mình sẽ để, còn hoa bé thì mình sẽ vặt để dưỡng cây. Đây hoa bên này thì nói chung là bé, cái bông này bé nhưng mà nó lỡ ra rồi thôi, mình cũng lười vặt, tôi cứ để nó ra 1-2 quả để xem thế nào. Còn đây là cái đám treo ở ngoài. Đây là cái cây IC bị quá sức. Ôi trời ơi, quả nó thường những cây nào mà ra quả to thường là sau cái thời gian ra quả nó sẽ rất là nhanh tã. Còn bên kia là em Đài Loan. Nói chung là bây giờ quay nó sẽ hơi bị vướng. Đấy mọi người thấy bên dưới không? Đây là tầng dưới kia là tầng 2, còn đây là tầng 3. Mai mình sẽ quay tầng 4 cho mọi người xem. Phun cho bắt đầu chân ở đây là bẩn. Mọi người biết rằng là những cái khu xây dựng như này ngày rất là nhiều bụi ấy. Quá nhiều bụi luôn. Đây là còn đỡ, mùa hè còn khủng khiếp luôn ấy. Đâm ra hành lang nhà mình lúc nào cũng trong tình trạng phủ đầy bụi. Mọi người nhớ đăng ký theo dõi để ủng hộ mình nha. Chắc video của mình đến đây thôi, hôm nay quay thế này cho mọi người xem. Bây giờ đã là hơn 3 giờ chiều. Thì bây giờ mình sẽ đi lấy đất để trộn đất để trồng ngó mới. Bye bye.